Chào các bác, cô chú, anh chị. Nay lại có tí vui. Nhỏ nhỏ, con nhỉ. Nay nhặt được cái chậu này. Chậu này nó đường kính nó cỡ 30 phân. Rất đẹp nha. Men kiểu như cổ các bác. Khá là lành lặn. Có mấy cái cơ nhưng mà chở một cái rồi. Mấy cái nhỏ kia rồi. Cái nhỏ hơn thì nó bị sứt nên không lấy, sứt tí thôi, vẫn trồng được mà thôi. Hình cái tre đây, men cũ, chậu cũ rồi. Đi mà bố đây, bố quay con. Bố quay nhé. Con ngồi lên đây, con ngồi lên. Đấy thì định trồng cái cây ổi vào đây nhưng mà thôi. Có cái cây sung ở đây cần thiết thôi, trồng cái sung trước. Trồng cái sung vào đây các bác. Đấy, rất là vui, nó rất là chắc chắn. Rất chắc chắn. Và khá là ổn. Tất nhiên nó không đắt tiền đâu nhưng mà mình nhặt được nó rất là thích. Đó. Rất lành lặn. Rất lành lặn. Đó nha. Đấy. Cái đi nhặt nhạnh này cũng buồn cười lắm các. Xe cộ cứ chở đằng sau nhìn như là đồng nát đấy. Đây, đây ra đây. Đó. Thì trong cái sung này. Có nên nghỉ kiểu bố quay phim không muộn nhá. Đấy các bác ạ. Cái cây sung này ở đây đang khá ổn mà cái ang này thì thả nước thoải mái nhưng vấn đề là như này. Cái ang này nó còn có cái vàn nước đây. Cái vàn nước ở đây. Ngày xưa cây này nó như một con hươu rất là đẹp. Bây giờ để nó dưới cái bóng cây mít này. Mốc cây mít này. Nó hỏng hết. Nó bị hỏng. Bóng cây mít nó rất là bóng. Các bác nhìn này. Một mặt của cây sung là không phát triển được, mặt này thì rất là mạnh. Đấy, cho nên em phải cho vào cái chậu kia để vê ra cái chỗ dại nắng kia. Để cho nó đồng đều nhau ấy, các bác. Đấy. Nó lại không chung chạ nhau nữa. Tiện có cái chậu mà. Có cái chậu thì bây giờ là chuyển nó sang các bác nhé. Chuyển nó sang để thay đất với lại trồng sang cái chậu kia. Sang cái chậu kia. Đấy. Các bác nha, im bố con. Ủa, không để ý hồng mai nhiều hoa quá. Đấy, bây giờ em sẽ bật cái hộp này lên. Hộp nghề đâu. Rồi vào xoay. Rồi, để nó ra đằng kia chỗ trồng nha các bác nhé. Đấy, đất trồng em chuẩn bị sẵn này. Có một ít cái phân chuồng mục ấy. Cái này cực kỳ tốt. Thay cho đất được. Mục, thật mục rồi các bác nhé. Đấy, và đất thịt. Ở lớp dưới lót thì quê em có cái đặc biệt là có cái đá ong các bác. Nó thoát ẩm, thoát nước rất tốt. Nó gần giống như cái xỉ than ấy, nhưng mà dinh dưỡng nó tốt hơn. Đấy, thì lót ở dưới với lại làm thoáng đất rất tốt, thậm chí là làm cho cây bám đá được. Đây các bác nhé, đây là những cái khối đá ong nho nhỏ vụn ra thôi, chứ những cái tảng đá lớn rất là to người ta đào về để làm vật liệu xây dựng thì to lắm, đục tượng những toàn này. Em đập cái này ra lót ở dưới nhé. Như xỉ than
giờ là xem nào thất lên đến đâu, bổ đến đâu bác nhé. Để xem cái bộ cây nó vừa đến đâu nhé. Vừa khít, vừa khít, đồn cái đít nó đi. Đó. Này vừa đẹp. Cho một hoa ra đây. Chín. Chín. Ca thêm chín. Rồi. Để chờ đất vào con nha. Trồng cây. Đang tính que tí. Tí que một tí. Giải trí sau giờ làm việc. Đấy, thế là trồng xong. Tỉa qua tí. Ta muốn rồi tỉa qua tí nhá, còn tối cơ mà nhá. Không ăn.
Rồi cũng tốn mịt rồi đấy. Trước nó có mấy cái chùm quả này, mấy cái chùm quả dọc đây thì nó lâu nay thì nó bóng quá, nó không ra được. Thì cũng chia sẻ một số bác, tất nhiên cây này em nó có thể ra quả, nhưng mà bây giờ các bác chưa nhìn thấy, nhưng mà có cái cách, những cái cách để ra quả là, thứ nhất là các bác thả nước kia là sao. Tất nhiên vấn đề với cả bầu đất ở trên cao, đừng có ngập hết cả nước, ngập hết cả nước thì thối chết. Thả nước như là ta đổ nước đầy xung quanh và như một cái đảo nổi ấy, thì xung sẽ ra quả rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là hành hạ cây này, như là không phải chỉ riêng xung mà những cái cây ăn quả mít nhất, hoặc là mít, hoặc là một số cây
khác nữa thì các bác lấy những cái dao ấy, các bác chặt, cứ chém chém những cái nhát xung quanh gốc này, không phải cứ chém những nhát xung quanh gốc hoặc là khoanh một cái vòng xung quanh gốc này, lóc vào vỏ một cái vòng nhỏ thôi, một vài vòng thì quả nó ra rất là nhanh, hoặc là lấy búa đập nhẹ vào những cái thân này cho nát, cho nát dập dập những cái thân này tí thì ra quả rất là nhanh. Đấy. Đó là một số cách mà tự nhiên để các bác ra quả đấy các bác nhé, sùng nhé. Tất nhiên em thì đi chơi cho lại chứ nhiều khi một số cách mình biết mình không thực hiện được. Và tí có thể sẽ thắt một cái dây uốn vào đây, thắt chặt ở đây để nó tức, kiểu như tức nó phải ra quả, những cái u cục, tạo những u cục nó ra quả đấy các bác nhé. Nên cái cách hoặc là khoanh một cái vòng, lóc bỏ vỏ một cái vòng tròn xung quanh đây, một hai vòng cách nhau mỗi đoạn một mấy phân gì đó, đấy. Nó sẽ tức và nó sẽ phải ra quả. Đó. Đấy. Phía bên này nó bị yếu, cho ra nắng cho đều. Bên này thì mạnh hơn. Đấy. Tất nhiên sau này có thể làm cái này làm cái đổ hoặc là làm ngả sang bên nào đấy thì là cái phương án tính sau. Bây giờ là trồng cái đã. Cảm ơn nha. Rồi. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha. Mệt quá.